Con nhỏ chị em song sinh với Khánh Băng. Lâu nay còn liên lạc với con không? Dạ, thỉnh thoảng cũng nói chuyện qua điện thoại. Nó liên lạc với con để làm gì? Thì có lẽ ở đây có ít bạn bè. Cấm! Mẹ dứt khoát cấm! Con lập tức cắt đứt mọi liên lạc với con nhỏ đó giùm mẹ. Tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Sao anh không nhận điện thoại của tôi vậy hả? Tôi bận lắm. Bận? Bận tới mức không nghe được điện thoại của bạn bè hay sao? Xin lỗi cô, vì lúc đó cô chủ động làm bạn với tôi, chứ tôi không muốn. Bây giờ anh không muốn làm bạn với tôi sao? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa có một người bạn nào là bạn đúng nghĩa hết. Vậy là cô hiểu con người tôi như thế nào rồi chứ? Tại vì anh yêu cầu cao, không ai xứng đáng làm bạn của anh. Hay là vì anh khó tính, không ai làm vừa lòng anh? Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Vậy thì tại sao? Tại sao anh không có bạn? Bởi vì tôi chính là người xấu. Mẹ tôi nói, người nào còn biết mình xấu thì có lẽ người đó không phải là người xấu. Chỉ những người không biết mình làm điều xấu thì mới là người xấu. Anh tự nhận mình là người xấu, tức là anh không xấu. Và anh không xấu tới mức tôi phải tránh xa anh. Cô làm sao vậy? Tại sao cô cứ muốn làm bạn với tôi? Vì anh cô độc. Và vì tôi cô đơn, nên tôi ngộ ra một điều. Ít ra trên đời này anh cũng cần có một người bạn, đúng không?